Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Jun Vien. Thì hôm nay là phần chơi của mod pack Jun siêu anh hùng. Các bạn nên nhớ những cái mod pack của mình chơi là không bao giờ có trên Technic và chỉ có của mình thôi, và link mod pack là của mình. Ok, nên là những điều đó rất là quan trọng. Các bạn như là cái mod pack này là mình đã public ra rồi, các bạn đều có link và cũng đã có cách tải và chơi. Thì mình có đưa cái link ở phía dưới có tên là cái gì, tất cả về mod pack và series gì đó nằm ở trong một cái link ở phía dưới để phần giới thiệu dưới á. Các bạn có thể chơi chung với mình chung file sale, thì mỗi một tập ra gì mình sẽ để file sale tương ứng với cái tập đó cho các bạn tải về. Nếu các bạn chơi không kịp theo mình thì các bạn có thể chơi với cái file sale đó. Ok, thì trong thời gian mình chơi ợp á, mình làm cũng được khá việc, là mình đã, như bạn thấy á, sau lưng mình á, thì cái núi của mình, cái lúc trước cái chỗ này á, nó là cái hũng ở dưới đây nè, và bên đây là cái đầu nhỏ nhỏ á, thì mình đã đào rồi. Mình đào thấy cái xẻng mình đã đào rất là nhiều rồi đó. Mình cũng có đi đào một mớ cát bên kia, bạn thấy bên kia có một cái đường vuông vuông không, sau lưng mình ở trên đầu mình á đó. Đó là mình đào ra cái đường vuông vuông đó. Và tiếp theo là mình có đi mai nữa. Thì mình nghĩ là cái đi mai thì mình sẽ không quay cho các bạn đâu, cứ mỗi giữa tập vậy mình sẽ đi mai một ít vậy đó. Thì mai xong rồi mình sẽ cho các bạn coi mình thành quả mai như thế nào, chứ mình không có giấu. Mình cũng đã có chặt cây nữa rồi. Đó, mỗi lần mở chiếc e lên là nó lại giật. Mình đã chặt rồi, cái cây của mình là có cái không bị phá vỡ hai mà nó lại bị chặt hết bao nhiêu đó, thì các bạn nghĩ là chặt như thế nào. Thì đây mình có một cái rương. Cái rương đồ, cái rương này thì sẽ chứa được những cái gì mà mình đã làm trong trong buổi tối, ở cái buổi tối. Các bạn nhớ like cái fanpage của mình nhé. Fanpage của mình sẽ để cái phần ở dưới đó là Jun Thần Thánh, hoặc là các bạn sẽ ghi là Facebook on Facebook rồi sẹt Jun VN thì nó sẽ ra. Ok, đó là cái fanpage của mình. Các bạn nhớ like fanpage để có thể cập nhật những cái tin tức mới nhất về những cái mod pack của mình làm ra mới nhất. Tất nhiên là mod pack của mình nó sẽ khác chơi trên Technic và sẽ hứa là sẽ hay hơn nếu các bạn có xem video của mình chơi. Ok, rồi giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy là mình sẽ đập cái đống này ra. Đó, mình đập cái đống này ra, đập 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 đó, đập cái đống này không cũng thơm. Có cái khó vàng nè, bạn thấy không có kim cương, tại vì mình không có mai cái chỗ sâu, mình có cát nữa nè, mình sẽ đi lấy một ít cát nữa. Ok, như đó được rồi. Này mình có lấy thêm bò, bò đỏ, lúc mà mình đi 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 chặt cây á, để mình tìm hết những cái loại cây này nè, mình đem về mình sưu tầm luôn. Mình sẽ trồng mấy cái cây này đó ở xung quanh đây. Hiện tại là mình hình như mình chưa có len hả, để mình đi ngủ. Hay 1 2 3, mình cũng đã có đủ đồ mà mình cần rồi. Có thể là tập này mình sẽ làm luôn. Ừ, đúng rồi. Sẽ làm luôn nhiều thứ đó. À, ngủ cái đã. À, các bạn hãy cho mình một kiểu mẫu nhà để mà mình xây nha. Nhà mình xây như thế nào, các bạn có thể đưa mình cái link ở phía dưới để mình duyệt xem là nhà như thế nào, hoặc là các bạn vào fanpage á, bạn comment hoặc là gửi cho mình qua inbox qua cái fanpage á, để cho theo số đông là mấy bạn nên mình nên xây nhà kiểu nào. Các bạn có thể đưa cho mình cái tấm hình hoặc cái link để mình có thể coi và bắt chước mình làm theo chẳng hạn. Thì đây mình có rất có cái mod trang trí á, mod trang trí mấy cái block nè, block để trang trí nhà rất là đẹp, các bạn hãy chú ý. Đó, mấy cái khối này mình muốn kết hợp đây xây nhà thì rất là ok, rất là ổn vậy ha. Rồi giờ mình làm đó là mình đập vàng ra thôi. Đó, đập mấy cái khối này ra nữa. Nói chung là mình xuống dưới là mình gặp cái gì rồi mình may hết, tại bây giờ mình đã có chỗ ở rồi.
Hồi kỳ trước mình mai mình bị kén chọn là vì mình không có chỗ ở, với lại mình sợ đầy rương nên là mình mới kén chọn. Còn bây giờ hả, mình đi làm cái này nó ngon. Mà cái điều quan trọng nữa là ha, mình mai ra level á, ngon hơn là mình đi giết người nữa. Ý là mình chỉ mai không nha, mình chưa có đập cái này ra không, mà level 25 rồi kìa. Đập cái này ra nó còn nhiều nữa. Đó. Thì các bạn nhớ ủng hộ nha. Cái điều mà mình cần lưu ý luôn là bạn nào mà xem được á, thì hãy vào cái fanpage mình like đi. Ok. Cái thứ nhất á, nó hay ở một chỗ là bạn tại sao bạn phải like cái fanpage của mình, là mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái này cái nọ, hướng dẫn các bạn fix lỗi này fix lỗi kia của Minecraft đó. Điều kiện rất là dễ dàng đó. Rất là ok, so ok. Còn những cái bạn nào mà fan mình, hiện tại là mình chưa có xác định ai là fan của mình hết á, tại vì mình nghĩ là mấy bạn chỉ xem vui thôi chứ mình đâu có được như mấy bạn khác đâu. Như Vũ Lít đồ có fan rồi, vô rồi ha, Zaki đồ có fan rồi ha, vậy đó. Vô không cần nói nhẹ, nó chỉ cần nói bắt đầu like xe động vung quăng cái mặt quăng này là like nè, xe nè, không cần nói gì nhiều chứ mình đâu có được vậy đâu. Mình là cụ bắp thôi, mình là người mới nên là nhờ các bạn ủng hộ mình. Ok, các bạn phải ủng hộ mình để mình có động lực mình làm, mình suy nghĩ ra nhiều cái mod pack hay cho máy, cấu hình yếu cho các bạn chơi, cốt truyện vẫn hay. Các bạn biết Headshot không? Cái mod này nó còn nhẹ hơn cả Headshot nữa đó, mà nó vẫn hay, các bạn thấy không? Mình thấy cái mod pack này mà ra nhiều người comment lắm, nhiều người comment bảo mình làm thêm là mod pack này, mod pack mà mới lạ, đó giờ chưa ai thấy chơi cái mod pack này hết, đó, chẳng hạn là vậy. Min cái này nó nhiều vậy đó, nên các bạn hãy xem đi. Ok, chỉ là nhờ các bạn share video hộ thôi để cho những cái YouTuber khác thấy. Ok, để mà họ theo dõi mình. Khi mà mình cảm thấy cái độ share video của các bạn cao rồi thì mình sẽ cho các bạn chơi chung, có nghĩa là mình sẽ làm một cái season 2. Ủa là nhầm, mình đang nói về cái fuck, mình đang nói về cái World with God. Nãy giờ mình nói về cái World with God, thì cái World with God là cái video đang hot, kiểu như chưa có ai biết về cái story đó hết, còn mình là người đi mở đầu thì các bạn phải ủng hộ mình. Ok, nãy giờ mình bị nói tào lao. Nãy giờ mình đang chơi Super Hero mà mình tưởng đâu cái World with God mà được đứng ở đây mai mà nói chuyện hoài như kiểu này bà mẹ nó quýnh nát đầu luôn. Mẹ đi quýnh con heo đi kiếm thịt heo ăn mà bị heo nó quýnh cho bầm đầu. Mình biết cái kiểu đó rồi, mình đi nuôi heo kiểu nào luôn á, nuôi cho một đống heo tới chừng mà đi thu hoạch thịt heo cái mẹ nên nọ một đống heo lại nó giết mình không cũng đủ chết nữa. Không có giáp vô heo giết chết đắng. Ok, mấy cái thứ này mình có khá nhiều thì mình chú trọng mình đi mai trước. Mấy bạn cũng không muốn có mình đi mai đâu, tại cái khúc này mình đi mai có khoảng 2 tiếng đồng hồ, bạn nghĩ cái cúp kim cương mà mình mai nó còn có nhiêu đó thôi đó. Mai mà nát cái cúp kim cương luôn. Ok, nên là những khúc này thì mình chỉ mai như thế này cho các bạn coi là mình. À, tí nữa mình sẽ đi xuống cái chỗ kia cho các bạn xem. Mình sẽ, tại vì mình có lưu lại nè, mình có lưu lại một cái điểm đi mai nè, các bạn sẽ cho các bạn thấy là mình đi mai như thế nào. Ha, cái chỗ mình đi mai ở dưới đó, ở dưới lòng đất, ở dưới chân mình luôn, không có đâu xa, không có đi đâu xa. Thì như bạn thấy mình có đi chặt cây, đâu rồi, mình chặt cây bên đây nè. What the fuck, bây giờ mình mới coi lại mình spawn ra ở chỗ dân làng đây, mình vượt
vượt đèo vượt suối qua đây, bộc ngực qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Thế điếu nào. Giờ mình mới coi lại cái bản đồ. Quá rất là nhiều quặng. Rất là nhiều quặng. Thầy đó mình sắp lên cấp 30 rồi. Bạn nói lên cấp 30 gen rồi, thực sự ra cấp mấy cũng gen được chứ. Trừ khi cấp nhỏ quá thôi chứ tầm mười mấy là gen được hết. Tại cái này nó không có quan trọng là bao nhiêu level, kiểu như có 3 bậc. Bậc thứ nhất là gỡ khoảng từ 10 level trở xuống, bậc thứ hai là từ khoảng 20 level trở xuống, bậc thứ ba là phải là 30 level, kiểu vậy. Còn cái này là bao nhiêu cũng có. Mình lên cấp 30 kìa. Chắc mình sẽ sửa cái, mình sẽ trên cái cúp, trên cái cây cúp này, mình sẽ nuôi cúp này lên nè. Cái này Vigor luôn. Là mình hết level à. Còn 13 level cả. Infect được không? Infect 2. Còn chỉ còn có 1 level thôi. Nhưng mình sẽ mai rất là nhanh. Ok, con chi. Mình phải làm cái này. Mình phải sửa đồ nữa. Là mình phải có level nữa. Phải có level nhiều mới đi sửa. Nãy quên sửa trời. Cái cúp này là cái cúp ngon mà. Cái này mình không có nhét cho được. Quăng vô thôi. Có khá là nhiều quặng rồi đó. Bạn thấy quặng tìm cái mod pack nó dễ, nhưng mà nó lại rất là khó. Thì mình chưa có biết là nên nên đi nuôi cái con gì trước. Tại vì mình phải làm một cái vùng đất Kanta để mình chuẩn bị cho cái tương lai. Tương lai là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ làm những cái bộ đồ superhero nè. Rồi. Nè, những cái bộ đồ này ấy thì cần, cái này thì tìm dễ rồi. Cái này cũng tìm dễ. Đây nè. Mình cần phải có nhiều cái Viridium này. Mà cái Viridium này thì trong cái thế giới bình thường này thì mình tìm không có. Nó phải có một cái thế giới khác, gọi là Wakan gì đó. Nó nằm ở cái thế giới Wakan. Thì theo như thông tin mình biết được trên trang chủ của nó thì cần phải tạo một cái bản đồ là Wakanda. Bản đồ này mình tạo được, có thể bây giờ mình tạo được luôn á. Thì qua bên đó mình sẽ bắt một cái con dân làng ở bên đó. Không phải, có nghĩa là bên đó sẽ có một cái dân làng khác người. Dân làng của thế giới Wakanda. Thì thế giới đó thay gì á, bạn mai kim cương. Ở đây thế giới bình thường kim cương là quý nhất gì. Thì thế giới đó, cái quặng mà mình đề cập ở quặng, cái quặng này nè, là cái quặng quý nhất. Nó dùng cái đó đổi giống như Emerald á, phải để giao dịch cho dân làng. Đó thì mình mục tiêu là mình sẽ đi qua đó để mình tìm. Đập cái này. Level 5. Level 6 để mình lấy một viên kim cương mình đi sửa coi được không. Quá đắt để sửa. Trời ơi. Ngon rồi. Không sửa được là cây đấy. Không sửa được là đuối đấy. Để coi sửa kiểu này xem nào. Quá đắt để sửa. Oh man. Chắc là thời gian tới chắc mình lại ít mai nữa là. Phải có đủ level để mình sửa cái này mình mới đi mai được. Tại cái cúp này mình quý lắm. Cái cúp này nó có cả Vigor nè, có cả gia tài, cả nấu, nghệ thuật rồi đủ kiểu hết. Đủ kiểu con đà điểu. Ok. Các bạn thấy cái thời gian mình đi mai ra cho các bạn coi này còn lâu nói chi. Mình phải đi mai từng cục kiểu gì nó mất hết một tập mấy bạn xem. Thực sự ra ở dưới cũng không có nguy hiểm gì mà để coi đồ hài funny moment đồ các kiểu. Cũng chỉ là đi mai thôi, tầm tối lắm. Cầm cái đuốc soi đường đi mai đồ. Mình sẽ cất đồ vô. Và một cái điều rất là hay ở đây là các bạn có thể thấy mình sẽ đi
sẽ may mình sẽ may cát cho bạn coi nè. May 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 may, và số lượng cát nó cho kính nó cho mình nhiều hơn. Nào bây giờ 23 phải không? Bụp. Đó 25. Yeah. Đó là cái điều mình thích ở cái mod pack này, nó hay vậy. Và đây là những cái thứ mà mai sẵn nó có được. Ok, mình cũng đã lấy thêm cái bí à. Cái bí ngô, mình có giết mấy con ong nữa. Cái này mình muốn cầm cho người nữa, mình cầm cho người là bị trúng độc đó. Cái đó là cái áo để tạo cái quần để tạo ra cái con gì mà xanh xanh giống người sói, quên mở nó cái tên rồi. The fuck. Quên mở cái tên này. Quên mở cái tên này. Cái con gì xanh xanh á, cái tạo cái bộ đồ này nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây nè. Đó. Cần rất là nhiều cái này. Lấy cái nón kim cương để giữa để tạo thành. Như các bạn mà có tải cái modpack mình mà chơi chung á, mà nó không có hiện cái công thức ráp á, thì mình sẽ không chỉ các bạn đâu. Để mình câu view mà. Các bạn nào mà có like fanpage của mình á, mà chia sẻ video, chia sẻ bài viết mình nhiều á, thì mình sẽ chỉ cho. Đó, gì đó. Ok. Giờ mình đi liền luôn đi. Đi liền qua cái vùng đất đó luôn đi ha. Đây coi mình đủ không. Mình có 3 hả. Cần phải 4 lần hả. Sao mày làm khó tao vậy. Chắc tao phải đi mai nữa rồi. Mày xuống dưới mai cũng gần hết cái hang đó rồi. Thôi mình mở chiếc xem nào. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới. Oh oh sorry. What the heck. Đâu rồi. Chỗ này mai hết rồi. Chỗ này đi mai rồi. Dữ lắm luôn rồi. Chỗ này đi mai nhiều lắm rồi. À chắc là đường này mình chưa mai nè. Bụp. Đây đây đây. Có một cái. Có đem theo gỗ không? Không có than. Mấy cái này hiện tại mình sẽ không may nữa nha, tại nó nhiều lắm rồi. Mình sẽ may cái này. Nó nhiều quá mình không biết làm gì với nó luôn, mình bị hoang mang. Ok, giờ mình bị tối thui. Đem theo cái đèn đi. Trời tối thui sao chót. Cho tới khi tìm được. Đây. Toàn là quặng không, bạn thấy không? Mình mình không thể nào mà ngưng được chính rồi nè, đủ rồi đó. Toàn là quặng không à. Cứ vậy cái mình đi mai tiếp. Ok. Không thể rời bỏ được cái tụi này. Bắt. Sắt rồi mới thấy cái đồ sắt rồi. Không mình đi về. Sạc hôm để về. Đó. À, giờ mình tạo thêm một cái này nữa. Ok mình coi kỹ lại coi cái này à. Đây. Rock iron block. Sắt đen đó, mình gọi nôm na là sắt đen đi cho nó dễ. Đây. Đây. Tạo nhiều đi, lấy 3 cái thôi. Quăng vô lại và một cái gọi là cái gì? 4 3 cái này và một cái này. Đá đỏ và 4 cục sắt. Iron ít không? Đây. Mình có mình lại thiếu cái này rồi. Cái này chỉ cần bao nhiêu? Cần tới 9 cái lận. Mình phải đi trồng thôi. Ok. Phải đi trồng cái đã. Bập 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 bập
Ok, giờ trong phải đợi nữa nữa hả? Trong thời gian mình đợi thì coi mình sẽ trồng luôn cái tụ xương rồng luôn đi. Cát. Sẽ trồng tạm bỡ ở đây. Đây, 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 đây. À, trong lúc mình chờ đó mình sẽ làm một cái cỗ máy kia. Đúng rồi. Để coi mình có màu đỏ không. Mình đi tìm màu đỏ. Đây. Màu đỏ đó. Mình sẽ lấy ba cái bông màu đỏ. Một bông. Hai bông. Em bông thứ ba. Đó. Đáp gà. Ô. Đi đường này cho nhanh. Đây. Nấu lên. Đây. Ok. Rồi, mình sẽ nâng cấp luôn cái rương này lên thành kim cương. Kim cương. Nấu lẹ lên. Bố nâng cấp 15 kim cương. Ok. Kim cương. Đấy, mình cho nó lên kim cương để nấu cho nó nhanh hơn mà. Mình thấy là nấu à, cũng không nhanh mấy. Nhưng mà kim cương thì có thể tăng lên được nữa. Ok, lấy kính ra. Giờ nó bảo mình phải làm cái này gì vô. Đó. Rồi cái này sẽ làm được cái gì? Bật qua nó. À, đâu rồi? Đây, mình sẽ làm cái này. À, mình cần có ngọc lưu ly nữa. Ngọc lưu ly. Lưu ly. Ủa lộ, bấm bảy. Ở chữ U này. Ngọc lưu ly đâu đây? Làm luôn ba cái luôn đi ha. Có gì nữa mình cất. Hiện tại giờ xài một cái thôi. Xong rồi cái này sẽ lên, nâng cấp nó lên là làm cái này. Như cái đó nó để làm một cái dọc nè. Và một cái ngang. Và rất là nhiều sắt đen. Đó, ok. Sao? Nhìn kỹ lại coi. Đó, một cái dọc, một cái ngang, một cái sắt đen. Ra cái này là cái màn hình. Phải không? Không, cái đó là cái... Ừ. Cái màn hình. Còn cái này là nguyên cái màn hình. Ừ. Xong rồi tới tạo cái này. Mình đã tạo nhiều thêm cái này. Nó cần có nhiều lỗi kiếm này ghê luôn á. Coi, mới vừa nói cái này nữa hả? Thôi coi cái này thì mình có rồi. Đây, 1 2 1 2 3. Đây, 1 2 3. Đó. Đây làm ba cái. Xong rồi lên đây. Làm được cái màn hình, đó, để qua một bên. Tiếp cái màn hình nữa là mình sẽ làm cái này. Cái này thì cần có cái này và diamond rất là nhiều. Đây mình tạo cái này một cái mở xuống. Cái này thì cần phải có cái hai tech này thì làm mà từ đá đỏ và sắt. Giờ đá đỏ mình có bao nhiêu đây, mình sẽ cất những cái thứ đồ này vô đây nha, nó trống trải bớt đi. Đó, cái này bỏ vô đây. Ok, giờ đá đỏ. Chắc là mình sẽ tạo ra cái Enchant Oil. Enchant Oil là cái gì thì mình sẽ đề cập cho các bạn. Ở cái chỗ này là Enchant Oil là cái này nè. Cần có đá nấu. Một cái đá nấu. Than. Than đâu? Than. Đá đỏ. Đá đỏ, sắt, vàng,
kim cương, ngọc lục bảo và một cái gọi là gỗ được nấu. Đây 273. Đây gỗ được nấu. Kiểm tra lại xem nè. Đủ chưa? Đủ rồi. Ok, mình có được cái Ingenoid giống như cái superhero, cái Pixelmon thì cái Ingenoid của nó màu khác, còn cái này màu khác. Ok, nó cũng dạng dạng giống kiểu vậy đó. Để mình sẽ đổi cái thứ này mình làm được gì không? Đồ của Emerald Legion. Bộ đồ của Iron Max suit kiểu này. Kiếm được các kiểu, quần áo các kiểu. Giờ mình sẽ đổi cái này. À quên. Nhưng bạn thấy cái này bỏ ở đây á, khi mà mình đè ship vô nó không có được. À, nó phải xuống từ từ thì mình phải làm cái flame để mà mình đổi nó. Đấy cơ, mình sẽ làm cái flame đổi ở đây ha. Mình phải dây. Gì đi. Bao nhiêu đó đổi đó. Giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, mình làm một đống luôn. Đó, đây gì, cái mình làm một đống cái này. Cái này để giữa, cái này mình để xung quanh. Rồi, giờ mình thử để vô nha. Đó, cái nó kêu mình đưa cái công thức grab vô. Chỉ cần bấm chuột phải thì nó ra. Ok. Tiếp tục nữa là cái này mình sẽ đổi thành phát đó thành vàng hả? Mình đâu cần, mình sẽ lấy kim cương đổi thành vàng. Ok, và một cái cuối cùng nữa là mình sẽ lấy emerald mình đổi nó thành vàng, thành kim cương. Emerald đổi thành kim cương đó, cái lấy kim cương cứ gì mà đổi này. À quên, một cái nữa là vàng đổi thành sắt chứ. Vàng đổi thành sắt đó. Rồi một cái cuối cùng là từ sắt đổi thành đá đỏ. Ok, đây là những cái cơ bản của mình đó. Cái cơ bản là mình muốn đổi và mình sẽ đổi nha. Đổi thành đá đỏ nhiều vô. Sắt mình rất là nhiều rồi. Ok, giờ mình muốn làm cái hai tách. Hai tách này nè. Đó, bao nhiêu đây sẽ chưa đủ nữa đó. Tại vì nó tốn nhiều lắm mấy bạn. Đập cái này ra đi cho nó bớt, cho nó được, cho nó chống chảy. Vướng quá. Vướng cái rương đồ của mình. Ê, cái này vẫn còn sai. Ok, thử xem nè. Gì vậy? Rồi sẽ tạo rất là nhiều cái này nha, để mình xài cho trường hợp thời gian sắp tới luôn. Cái này cần phải có cái repeater thì mình cần phải có cái này nữa. Lấy tốt đá đỏ rồi, thấy không? Đá đỏ mình xài rất là nhiều, xô nhiều luôn á. Đó, lại tốt mấy đá đỏ nữa, thấy không? Và mình cần có cái này. Cái này thì dễ thôi, cái này mình chỉ cần đặt xuống dưới. Xong mình sẽ lấy cái cúp mình sẽ mai, thì lúc đó mình sẽ có rất là nhiều. Ba mấy nè. Như vậy là mình làm được tới 10 cái lần đó. Ok, giờ bỏ vô. Ý cái này để ra. Rồi, làm cái... Ý, phải làm cái này nữa. 10 cái luôn, các bạn thấy là nó rất là tốt. Đó, giờ mình làm tới cái nhân nè. Một cái wrapping table và cái này. Ok. Đó, bây giờ mình đã có được cái cổ máy tạo ra bộ đồ, tạo ra mấy cái đồ superhero đó. Mình sẽ tạo trên cái máy này. Ok. Rồi giờ mình xuống dưới mình xem là nó đã mọc tới đâu rồi. Và nó chưa có mọc luôn.
cái đinh công mạnh. Đinh công mạnh phát biết. Ok, coi tâm công việc tiếp theo là trong thời gian mình chờ sẽ là gì đây. Mình kiểm tra, mình có thể xem tạo luôn được bộ đồ nào đầu tiên ha. Chắc mình có thể tạo được cái bộ Iron Man, bộ suit mask đầu tiên màu đen. Thì mình cần rất là nhiều sắt. Thì sắt mình có đây. Sắt đây, sắt đây. Mình sẽ chuyển nó về cái này hết. Ok. Và nó cần cái này. Và da bò. Mà da bò thì mình có 32 cái. Ok. Tạo nguyên một bộ đồ này cái. Đây và đây nữa. Mình có chết rồi, mình không có bộ có cái thuốc nổ, bộ cái gì thuốc súc của con creeper, không có cái đó. Ok, mình làm cái đầu trước cái đã. Rồi cái đầu thì làm được như vậy phải không? Vậy. Ô, không phải tạo đây. Phải tạo trên đây. Ở giữa hai bên cho nó ấm. Để xung quanh được một cái đầu. Mặc vô. Mấy cái bộ đồ mình gỡ ra đi. Bỏ vô đây. Mình để cái giò vô. Tại hiện tại mình chưa tạo được cái giò đâu. Rồi tiếp theo là cái áo xem nè. Đó thấy không? Phải cần nữa thấy không? Hai cái suột, cái áo. Ô. What? À. Mình cần có cái này nữa. 1 2 4 5 6 7 8 9. 8 9. Ok. Để đầy cái này luôn. Xong rồi cái này sẽ tạo thành cái nhân ở giữa nè. Còn đủ không? Còn đủ nè. Ok. Ở giữa cái này, hai cái này và cái này sẽ tạo thành cái áo. Còn cái quần thì dễ rồi, cái quần để đây. Đây. Và khối sắt. Đó, mình sẽ làm được cái quần. Còn cái chân thì nó phải có cái này. Hai cái đó. Thì lúc đó mình sẽ đi tìm creeper. Cái bộ creeper khó tìm. Ủa mình chỉnh chế độ easy à? Chế độ khó luôn. Cho nó spawn ra. Tại sao mà phải để easy? Ok. Mình sẽ tìm anh bạn creeper chẳng hạn. Coi. Cái mình chờ nó lâu phết. Chờ nó lâu phết luôn ấy. Giờ giáp mình cũng đã nhiều rồi. Như cái này á, thì mình cần làm thêm cái chân nữa. Lúc đó mình sẽ tạo ra cái nào đó rồi. One Marker Hero. Cái này nè. Cái bàn này nè. Dùng để tạo ra cái mình sẽ làm được những cái bộ đồ nâng cao hơn của superhero chẳng hạn. Ok, giờ chắc là tập này mình sẽ dừng tại đây. Đây, mình đã trở thành cậu Iron Man không có chân. Nếu các bạn cảm thấy hay ở cái tập này á, chủ yếu tập này mình làm công việc không à. Nếu mà nhàm quá thì các bạn cứ nói là anh nên làm cái gì ở trong đây nha. Nhé, có thể là đi đánh boss hay gì chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ mình nên làm đồ mạnh trước khi hay đánh boss. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.